Cũng theo thông báo, số ca nhiễm bệnh mới được xác nhận là 2.147 ca, đưa tổng số trường hợp nhiễm virus nCoV trên khắp Trung Quốc lên trên 36.690 người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 8 tháng 2 đánh giá các ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc được thông báo hàng ngày hiện đã ổn định, song cảnh báo còn quá sớm để cho rằng dịch bệnh đã đạt đỉnh điểm. Ngoài Trung Quốc đại lục, hai ca tử vong khác do virus nCoV đã được xác nhận tại Philippines và đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc. Số ca tử vong do nCoV hiện đã vượt qua số 774 người thiệt mạng do dịch SARS hồi năm 2002-2003.